phần quà mà ba của cô dâu dành tặng đó là 3 tỷ đồng tiền mặt, 5 lô đất thổ cư và 6 sào đất nông nghiệp trị giá lên đến 30 tỷ đồng. Và chắc chắn đây cũng là một món quà thật là ý nghĩa mà chính ba cô dâu dành đến cô dâu cho tất cả quý vị. Vâng ạ, với số tiền mặt mà được gửi tới như thế này chính là gia đình được dành tặng đến cô dâu và chú rể và có những vốn liếng của mình để cho tương lai sau này và cũng như là 5 lô đất thổ cư và 6 sào đất nông nghiệp. Vâng, ta sẽ là những một món quà thật là ý nghĩa để tặng cho con gái yêu của mình. Và lúc này thì cô dâu cũng thật là xúc động khi mà những món quà ý nghĩa mà chính là ba thương người con gái thân nhất để dành tặng đến con gái của mình trên một con đường đến với cuộc sống mới, cuộc sống hôn nhân. Ta xin được trân trọng cảm ơn con gái.